Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tiến Thành, sinh viên khóa K2 của Đại học EDX. Ngày hôm nay đến với bộ môn khoa học hạnh phúc thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về chủ đề đó chính là lý trí nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cần tìm hiểu xem lý trí là gì và chúng ta phải người có lý trí là người như thế nào và làm thế nào để chúng ta có được cái lý trí đấy, vận dụng lý trí đấy trong cuộc sống như thế nào. Thì trước tiên là về phần định nghĩa của lý trí. Thì lý trí nó là một cái từ được ghép bởi lý và trí. Thì lý ở đây là gì? Lý ở đây nó chính là về lý lẽ, còn trí ở đây là trí tuệ, kiến thức. Một lát nữa thì mình sẽ nói sâu hơn về cái lý lẽ và cái trí tuệ này nhé. Trước tiên thì đấy thì là cái từ lý trí là được hợp thành bởi hai cái từ đó. Vậy thì lý trí nó là gì? Lý trí nó là những cái lý lẽ chúng ta đưa ra, nhưng mà nó sẽ diễn ra ở trong trong đầu chứ không phải là chúng ta nói ra bằng miệng. Đó, thì nó sẽ là những lý lẽ chúng ta đưa ra dựa trên những cái kiến thức vốn có, dựa trên cái trí tuệ của chúng ta để nhận định một cái sự vật, sự việc hoặc là một cái hành động, một cái đối tượng nào đấy đúng hay là sai. Đó. Thì ví dụ như thế này, ví dụ như là các bạn có gặp một người nào đấy chẳng hạn, hoặc là các bạn gặp một cái hành động vào đấy, các bạn sẽ có những người mà gặp những cái hành động vào đấy chẳng hạn, thì người ta sẽ có hai cái nhận định, đó là có thể là cái hành động của một người này là đúng hay là hành động của một người này là sai. Thì kết quả của những hành động đấy chính là do người ta có một cái quá trình, người ta đưa ra những cái lý lẽ, những cái lời lẽ dựa vào những kiến thức vốn có của người ta để người ta nhận định. Ví dụ như hành động mình đúng thì người ta sẽ có những cái kiến thức của người ta về cái hành động đấy chẳng hạn, hoặc những cái thứ liên quan đến cái hành động đấy, người ta sẽ phân tích xem là hành động đấy đối với người ta là đúng hay sai, thì người ta sẽ đưa ra những cái nhận định đúng hoặc đưa ra những cái nhận định sai. Đó thì đó là lý trí. Vậy thì lý trí như thế, vậy thì ý chí nó là cái gì? Ý chí thực ra nó chính là cái mà mình có thể coi như ý chí, đó là chính là cái hành của lý trí vậy. Lý trí là đưa ra những cái lời lẽ, những cái phân tích đúng không, trong đầu để vạch ra xem cái việc việc đó đúng hay là sai. Đó thì trong cái quá trình mà chúng ta đưa ra những nhận định đấy chẳng hạn, hoặc là đưa ra những cái phân tích về cái sự việc đấy, thì nếu như chúng ta không có ý chí, tức là ý chí nó chính là cái khả năng tạo động lực cho bản thân để hoàn thành một việc gì đó. Có thể chúng ta, lý trí của chúng ta cho rằng cái hành động này chúng ta nên phải làm như thế này mà chúng ta không nên làm như thế kia, mà chúng ta không có ý chí để làm. Ví dụ như lý trí của bản thân mình nói cho mình biết rằng là buổi sáng mình cần phải dậy lúc 5 giờ đấy, để tập dục đúng không? Nhưng mà với thời tiết mà trời lạnh như thế này, việc dậy 5 giờ sáng là rất khó. Đó, thì cái việc mà mình dự định là 5 giờ sáng dậy nó chỉ là trên trong đầu, mà nó chỉ là có thể coi như là trên lý thuyết thôi. Còn cái việc thực hành ấy là 5 giờ sáng hàng ngày mình phải dậy, mình có thực hành hay không, đó chính là do cái ý chí của mình. Nếu ý chí của mình tốt, ý chí của mình kiên định thì mình hoàn toàn phải dậy lúc 5 giờ. Đó thì nó sẽ tác động trực tiếp đến cái hành động của bạn thông qua cái lý trí phân tích. Thì theo như mình thì cái ý chí và cái lý trí nó sẽ liên quan khá là chặt chẽ với nhau. Vậy thì người có lý trí là người như thế nào? Người có lý trí ấy, thì sẽ là những người mà có những cái lý lẽ, có cái sự phân tích về sự vật hiện tượng đúng đúng ạ, chứ không phải là phân tích sai. Đối với bất kỳ một sự vật hiện tượng ở đây chẳng hạn, người ta dựa vào kiến thức người ta phân tích và người ta đưa ra những cái nhận định đúng về về cái sự vật, sự việc hiện tượng đấy, thì là những người có lý trí. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể trở thành một người có lý trí chẳng hạn? Trước tiên để trở thành một người có lý trí thì chúng ta cần phải có trí tuệ, có kiến thức trước đã đúng không ạ? Tại vì là lý trí là dùng lời lẽ, dùng lý lẽ
để phân tích đúng sai dựa trên kiến thức mà, đúng không? Nếu chúng ta không kiến thức thì chúng ta sẽ không được có được những nhận định, chúng ta không kiến thức chúng ta sẽ không phân tích được cái đúng sai của sự vật đó. Nên là cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải có cái kiến thức, cần phải có cái trí tuệ nhất định về các cái sự vật sự việc cái và về đối tượng đấy, đúng không? Cái thứ hai là chúng ta sẽ phải dùng những cái lý lẽ chúng ta phân tích được, đưa ra những cái nhận định đúng sai. Thì lại một lần nữa là phải có kiến thức thì chúng ta mới có thể đưa ra những cái nhận định xem là cái đối tượng, cái sự vật, cái hành động đấy nó đúng hay là không. Và khi mà gặp bất kỳ một cái hành động nào đấy hoặc là một cái sự vật sự việc nào đấy thì chúng ta cần phải bình tâm để chúng ta suy nghĩ, chúng ta đánh giá, chúng ta phân tích, chúng ta không thể nóng vội chỉ dựa vào cảm xúc được, đúng không? Nếu mà chúng ta quá nóng vội, chúng ta quá nhất thời thì chúng ta sẽ đưa ra những cái phán đoán sai lầm, chúng ta sẽ đưa ra những cái lựa chọn sai lầm, và những người như vậy sẽ là những người không có lý trí mà sẽ là những người đa phần là những người tuân chạy theo cảm xúc. Ví dụ như là có thể là ví dụ như một cặp yêu nhau nhé, sau đó thì chàng trai lại bị cô gái đá chẳng hạn, sau đó chia tay, thì những người lý trí sẽ là những người mà kiềm chế được cái cảm xúc đó, nhận nhận định cái sự việc nó đúng sai, nhận trên cái nhận định trên cái sự việc của trên cái đưa vào cái vị trí của bạn nữ để đánh giá sự việc, thì sẽ khác với một người mà khi mà bị đá và bị chia tay sẽ cả cồ lên rồi quỳ xuống khóc lóc van xin vân vân vân. Đó là những cái hành động mà nó không phải theo lý trí, nó rất là cảm xúc đó. Thì chúng ta cần phải bình tĩnh trước tất cả mọi sự vật sự việc, mọi đối tượng, và sau đó thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta phân tích, chúng ta đánh giá lại dựa trên những góc nhìn của đối phương, hoặc là dựa trên những góc nhìn khác nữa, chứ không thể là chỉ dựa trên cái góc nhìn của bản thân mình sau đó là hành động một cách thiếu chín chắn, thiếu suy nghĩ được, đúng không ạ? Đấy, thì đó là những người lý trí. Vậy thì lúc nãy ở trong phần định nghĩa lý trí mình có nói đến lý lẽ và trí tuệ, kiến thức là cái gì? Thì lý lẽ, lẽ ở đây là lời lẽ rồi, còn lý ở đây là có thể coi như là có lý chẳng hạn. Thì lý lẽ nó chính là đưa ra những cái lời lẽ, để những cái lời lẽ đây phải là những cái lời lẽ có lý nhé, phải là vô lý không, để chứng minh cho một cái nhận định nào đấy. Ví dụ như này, bạn thấy một cái hành động của một người nào đấy chẳng hạn, và bạn kết luận người đấy là hành động của người đấy là đúng, thì bạn sẽ đưa ra những cái lời lẽ chứng minh cho cái nhận định đấy của bạn là đúng. Ví dụ như là bạn thấy bạn ví dụ như bạn xem một trận bóng đá đi, sau đó bạn thấy một cầu thủ là người ta dứt điểm như thế này chẳng hạn, người ta quyết định chọn cái phương án dứt điểm như thế này thay vì chuyền cho đồng đội đấy, bạn thấy là cách dứt điểm này là đúng, thì bạn sẽ phải đưa ra những cái lời lẽ rằng nếu mà chuyền cho đồng đội thì có thể là sẽ không thành bàn thắng mà người ta dứt điểm luôn đấy, thì nó sẽ thành bàn thắng chẳng hạn. Thì bạn đưa ra những cái lời lẽ để thuyết phục, để chứng minh cho cái sự việc đó là người cầu thủ này sút bóng vào lưới nó là đúng, đưa ra cái lời lẽ và chứng minh, thì đó là cái lý lẽ của bạn. Còn với những người khác ấy, thì người ta cho rằng hành động và sút bóng vào côn khi mà khoảng cách quá xa ấy, là không đúng đấy, thì người ta cũng sẽ đưa ra những cái lý lẽ, những cái lời lẽ để người ta chứng minh cho cái nhận định của họ. Người ta có thể nói như rằng là người ta sẽ có thể đưa ra những cái lý lẽ rằng nếu mà sút ở cự ly quá xa như vậy thì nó sẽ không vào được, cái xác suất nó ra ngoài là rất lớn, mà thay vì vậy nếu mà chuyền cho đồng đội đấy tiếp cận khung thành thì khả năng thành bàn nó sẽ cao hơn đấy, kiểu như thế. Thì mỗi người sẽ có những cái nhận định đúng sai về sự vật sự việc khác nhau, và mỗi người cũng sẽ có những cái lý lẽ để chứng minh cho cái nhận định đấy của họ đó. Thì cái đó gọi là những cái lý lẽ, là lời lẽ có lý đưa ra để chứng minh cho cái sự đúng sai của nhận định của họ. Còn trí tuệ là kiến thức là gì? Kiến thức ấy,
thì nó là những cái thông tin, rồi những cái tất cả những cái gì người ta có được thông qua người ta tìm hiểu hoặc là thông qua việc được dạy, thông qua giáo dục đấy, có thể thông qua giáo dục hoặc có thể thông qua việc người ta trải nghiệm, người ta có được thông tin về bất kỳ một điều gì đấy, có thể là về một đối tượng ở đấy, về một sự vật, về một sự việc ở đấy. Ví dụ như này, thông qua giáo dục là gì? Ví dụ như các bạn hàng ngày các bạn đến trường, các bạn được các thầy cô dạy về những cái bộ môn này, bộ môn kia, dạy bộ môn lịch sử thì các bạn sẽ có thêm thông tin về lịch sử của nước Việt Nam chẳng hạn, thông tin về các cái danh tướng Trần Quốc Tuấn, Trần Hưng Đạo, vân vân, Quang Trung, đúng không? Đấy, thì bạn sẽ có những cái thông tin về những cái vị tướng đấy, nào là tên gọi, sinh năm, năm sinh năm mất này, rồi cuộc đời, sự nghiệp, vân vân, đúng không? Tất cả những cái thông tin về người đấy mà các bạn có được thông qua các bạn được các thầy cô chỉ dạy, tức là thông qua giáo dục. Đó là kiến thức. Đó là kiến thức. Vậy còn thông qua trải nghiệm thì như nào? Ví dụ như là các bạn tập đi xe đạp. Các bạn tập đi xe đạp, các bạn trải nghiệm việc đi xe đạp chẳng hạn. Thì các bạn sẽ sau rất nhiều lần các bạn tập, các bạn sẽ biết được rằng là đạp xe đạp chúng ta phải đạp như thế nào cho đúng này. Rồi chúng ta cần phải khi mà chúng ta mới tập đi xe đạp thì chúng ta cần phải ngồi lên yên xe đạp này. Sau đó thì mắt chúng ta phải nhìn thẳng, chúng ta không được cúi gằm xuống đất này, dễ bị đâm chẳng hạn như thế. Thì tất cả những cái thông tin như thế đó đều là kiến thức. Đó, thì kiến thức là như vậy. Thì việc vận dụng kiến thức để mà trong phần lý trí mình có nói là vận dụng kiến thức để mà đưa ra những cái nhận định đúng sai về hiện tượng, thì chúng ta phải có cái hiểu biết, đúng không? Chúng ta phải có hiểu biết, chúng ta phải có thông tin đó về những cái sự vật sự việc đấy, thì chúng ta mới có thể phân tích, chúng ta mới có thể đưa ra những cái lập luận, những cái lý lẽ để đưa ra những cái nhận định về sự vật hiện tượng ấy được, đúng không ạ? Đó, thì đó là cái lý trí và những cái chủ đề nó liên quan đến lý trí. Mình phân tích cho các bạn thấy. Có thể là trong video sau thì sẽ có những cái chủ đề khác chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận và phân tích thêm, đúng không ạ? Và video của mình kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.